Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Chính ra nhá, cái meta này chưa nhiều mới thấy là cái meta này hay phết đấy anh em ạ. Chính ra cái bộ 9 Warrior nó cũng không bá như chúng ta nghĩ anh em ạ. Nó cũng bình thường thôi. Úi dồi, ra Berserker, ra cả con ngựa này. Thực ra ngày trước cái ra ngựa này thì sướng lắm, ra sớm thì sướng. Nhưng mà bây giờ cái con này ấy, thực ra là ra thì phải mua thôi. Chứ còn nó cũng kiểu yếu ấy. Cũng ít chơi, ít được tin dùng. Tinh thể mana này. Con ngựa ra tôi cũng chả cho vào làm gì cả. Đánh nó khó thì có thể thắng lắm anh em ạ. Trừ khi là nó phải ra được 4 con ngựa cơ. Con Agali, ra Agali sớm, ra con Evil Clay sớm thì may ra. Đấy, còn không thì thôi. Chả cho vào làm gì cả. Thua thì làm gì có đam đâu, đúng không? Úi rồi. Bảo thua gặp ngay thằng Eco ạ. Đây này, Warrior này. Mà trận này trông nhiều phép lắm. Có thằng nào là chơi phép không nhỉ? Chính ra nha, cái con ngựa nó không uy tín hơn con phong vũ đâu. Thực ra con phong vũ này có khi bán ngựa thì mua phong vũ ngon hơn. Anh em thấy có phải không? Nếu mà bây giờ mà bán ngựa thì mua con phong vũ. Hay là bán mấy cái con này nhỉ? Thôi cái con này chắc cũng không lên được 2 sao anh em ạ. Bán bố đi mua con phong vũ vào. Con này uy tín mà, con này 1 sao khỏe phết đấy. Ra bây giờ chỉ cần ra cái con gấu đủ thôi là chúng ta có cái bộ Metalist là khỏe. Ở giai đoạn đầu game này là vô tư. Cái lượng đam nó không bao giờ thiếu. Đấy, cái con ngựa này thì bây giờ phải trong cái quá trình mà tích đam. Với cả nó phải ra ngựa cơ. Nếu mà nó không ra được những cái con Clay thì con ngựa lại coi như vứt đi. Ủa, rao này thua ơi. Thua. Con phong vũ vừa lại bớ à, mỗi một con. Đam ít quá, đam bé quá. Cố lên giết được con nữa. Cố lên nào. Ui, giáp to thật. Ôi. Ok. Đỡ đi được một chút anh em ạ. Trông yếu nhỉ. Có Eco không? Đây cho cái con God of Light này. Nhưng mà tôi không muốn Eco. Đội hình này thực ra chính ra là cũng không cần phải Eco đâu. Bây giờ chỉ cần ra con gấu đù với một đỏ nữa là chơi được mà. Một gấu đù một đỏ thôi. Tầm này một gấu đù một đỏ là đủ chơi được rồi. Không cần phải 2 sao đâu, con phong vũ chỉ cần 1 sao thôi. Vấn đề là nó có ra Metalist không. Nó có ra Metalist. Úi rồi thằng này vãi đái ạ. Anh em như này. Già Thunder. Rồi cái con Swordman lên được 2 sao luôn ạ. Vãi cứt. Trận này toàn gặp siêu nhân thế này. Đây rồi, một đỏ. Chưa có gấu đủ. Ra con dưa so lên được 2 sao chả làm được cái tích sự gì anh em ạ, cay nhỉ. Trận này không biết có thằng nào dám chơi Warrior không. Trận này phép rất khỏe luôn nhá. Mết trận này khỏe lắm, toàn tướng truyền thuyết là bộ cái bộ mết thôi. Cái bộ Warrior thì vốn dĩ là nó vẫn sợ mết thôi anh em ạ. Nó chỉ không sợ mết khi mà nó lấy được cái quả cầu vực thẳm và nó lên được level 10 kẹp thêm cá thì nó bớt sợ đi. Đấy, còn nếu mà nó không lên được 10 thì nó vẫn rất là sợ mết. Mỹ PQC này có phải là ở trong top server không anh em nhỉ? Nghe tên quen quen. Không biết có phải là top server không? Chắc là ông này chơi Clay ạ. Chắc là không chơi Clay đâu. Cái này chắc là chỉ là chơi human tạm thôi. Đấy, anh em thấy tôi cũng khá là khỏe chứ, kẹp được 2 đỏ và khỏe phết. Chỉ thiếu con gấu đù thôi. Ra con Shadow này cho vào up cấp lên này. Đánh ở level 6 luôn. Khỏe mà, cái con này cho vào khá là khỏe đấy.
Vẫn chưa thấy một cái con human nào ra thêm. Chính ra trận này ấy, mà tôi chơi mết thì cũng được ấy. Anh em ạ, bây giờ ra con gấu đủ xong rồi vứt vào câu gấu, ra gấu Saman, chơi mết Saman cũng được, trận này có Saman 5 đô. Ok, đấy, thắng được cả thằng có chuỗi 100% này, khỏe đấy chứ. Không phải nỗi nào đâu. Cần gì phải eco đâu. Anh em bây giờ hỏi tôi là cái bộ nào khỏe và ổn định nhất meta thì tôi vẫn trả lời là bộ Warrior anh em nhá. Là vẫn là cái bộ Warrior đấy. Cái bộ Warrior đánh rất là ổn định. Mặc dù là nó không quá bá, nó không quá imba như kiểu chúng ta nghĩ ở cái giai đoạn đầu của meta, nhưng mà hiện tại nó vẫn là ổn định anh em ạ. Nó dễ chơi, dễ vào top. Chơi là dễ vào top lắm. Rất ít khi bị top 8, top 7, top 8 thì là không có đâu. Chơi bộ meta thì nó rất là khỏe. Cứ phong đủ bộ là anh em thấy là cái sức mạnh của nó khác hẳn luôn. Tạm thời bỏ con Shadow ra cho con gấu vào câu tí anh em ạ. Biết đâu ra gấu Saman. Chúng ta có thể ra gấu Saman hoặc ra gấu cái con gấu tổ thì nó đều rất là ok. Đấy. Tầm này là bây giờ tôi bắt đầu là tôi đánh là được rồi. Ui hai con mèo này. À được. Hai con mèo à. Rồi. Hai con mèo cho vào đó. Nếu mà chúng ta lên được level 7 ta kẹp thêm hai con berserker vào nữa. Chơi cặp Sivet. Chuyện này đang tính là xem có chơi cái con Shadow không đây. Chính ra Shadow mà ra thêm con nữa kẹp với cả hai mèo thì cũng ngon đấy. Như này chắc tôi nghĩ là tôi sẽ phải bán cái con Unicorn đi thôi. Chứ còn chả bán được con nào cả. Swordman nó cũng phải mua này. Trận này ôm hơi nhiều đấy. Chưa biết là như nào, nhưng mà nếu mà ra được cái con gấu tổ ấy thì khả năng là sẽ chuyển về cái bộ Metalist kẹp đỏ. Còn nếu mà không ra thì nó có thể nó sẽ là Insectoid. Ở trong meta này cũng chơi được anh em nhá. Trong meta này đấy, nó rất là cân bằng, nó chơi được rất nhiều bộ lay up và có thể được top 1. Nó cân bằng đấy anh em ạ. Meta cân bằng đấy. Insectoid kẹp mèo, trận này có cả mèo 5 đô là có thể chơi được. Đấy. Rất là ok. Khả năng là nếu mà Kiều Sơn kia mà chơi mết thì chuyển sang Insectoid là cũng hợp lý. Chơi 9 mết thì chơi Insectoid counter được. Round này không có đồ gì ngon nhỉ. Lấy tạm và giáp xoay. Lấy tạm và giáp xoay tí nữa. Nếu mà trên Metalist thì cái món này nó sẽ có cái công dụng của nó. Ok. Tạm thời thế này đi. Như này khỏe hơn. Chúng ta sẽ có hai cặp. Hai cặp Sivet. Kèm theo đấy là một cái con Shadow này có thể tung trưởng gây được khá nhiều đam. Còn cái bọn Metalist tạm thời tôi sẽ bỏ ra ngoài anh em nhé. Từ từ đã. Round sau có thể là up cấp lên và cho vào. Thằng này yếu này. Nó đang câu cái gì ấy nhỉ? Không rõ nữa mà nó level 6 rồi. Sao bài yếu nhỉ? Biết thế để cái con gấu vào để câu. Ok, lên level 7 đó. Chia đồ ra một chút. Phòng vũ ơi, không cần Blink đâu. Blink cho mèo khỏe hơn. Tầm này mèo nó vẫn gây được nhiều đam hơn cái con phòng vũ 1 sao. Phòng vũ này phải lên 2 sao kẹp Metalist thì mới khỏe hơn được. Tầm này vẫn phụ thuộc vào mèo với Berserker là chính. Bây giờ gặp thằng Kiều Sơn kia có ăn được lủi không nhỉ? Chắc khó. Kiều Sơn này nó có cái con Swordman 2 sao khỏe lắm. Già rồi thì Thunder các thứ. Ui gặp luôn này. Bài to đấy. Chịu hả?
Ok bạn ơi, được không? Làm sao mà được? Mơ à? Mơ thôi. Không thể được, bài to quá anh em ạ. Khiếp. Bài toàn 2 sao. Lại còn 2 sao lại không phải 2 sao vớ vẩn mà 2 sao cái dạng gọi là 2 sao khỏe nhất ở trong game nhá. Berserker lên được 2 sao này. Cánh tí. Thọt tiền quá nhỉ, ôm hơi nhiều. Không cắt được quả chuỗi vừa rồi là tôi còn có không tiền, còn thằng kia nó 30 tiền cả anh em kìa. Sướng thật. Chuối cộng 8 30 tiền rồi. Nó ra được mấy cái con khỏe ở giai đoạn đấu game ấy, 2 sao nhưng mà nó là cái loại 2 sao khỏe chứ nó không phải 2 sao vớ vẩn. 2 sao ở đây là cái con số Woodman rất là khỏe luôn. 2 tiền và nó rất khỏe. Ngoài ra thì con Zipper nó cũng là một trong cái con gây được cái lượng đam rất lớn, đánh những sát thương chuẩn. Máu to chứ. Con đấy gần như là mạnh nhất ở trong 2 sao đấy. À ở trong 2 tiền đấy, không có nào mạnh hơn những cái con 2 tiền đâu. 2 tiền thì có Swordman với cả con Zipper là mạnh thôi. Thì nó có cả 2 con rồi. Khó. Mà cho tôi gặp muộn muộn một chút thì có khả năng là tôi sẽ cắt được chuỗi đấy. Nhưng mà gặp sớm quá chịu à. Đấy, gặp muộn tí Phong Vũ lên được 2 sao là có cơ ngay. 3 tiền 2 sao thì nó khác. À, gặp sớm quá. Lúc đấy con Berserker chưa lên được 2 sao, Phong Vũ chưa lên được 2 sao chịu thôi. Chứ cái tầm này tôi lại thấy là tôi yên tâm rồi đó. Có lẽ là nếu mà lên được cái con Phong Vũ lên 2 sao thì chắc là tôi chuyển sang đỏ. Mà trận này không có ngũ không. Trận này không có ngũ không nên là Phong Vũ nếu mà muốn chơi đỏ ấy, thì phải câu ra là con gấu tổ mới chơi được. Đội hình này không biết là giữ được máu đến khoảng round 25 không. Để câu ra con gấu tổ thì sẽ phải cố gắng giữ cái con gấu này đến khoảng round 20. Sama này. Mãi đái thật. Hết sạch tiền rồi đấy. Hết sạch tiền mà nó cứ cho tôi bài tôi phải mua. Bây giờ gặp thằng Mỹ PQC kia đi, cắt cái chuỗi nhẹ nhàng cái. Kiếm 7 tiền thôi. Kiếm 6 tiền thôi được rồi. Gỡ lại tí không toang mất. Bây giờ ngon phải lên được 8. Lên được 8 kẹp với cả từ từ nhá, mua con này đi. Thôi chịu coi như là mất tiền vậy. Bây giờ mà lên được 8 kẹp với 4 Saman thì sao? 4 Saman vào đấy. Lấy 4 Saman vào anh em ạ. Bài này phải lên được 8 mới mạnh cơ. Tầm này chưa mạnh được. Đồ lấy cái gì đây? Cái tôi cần là cái chén thánh ấy. Cái chén thánh hoặc là cái ánh mắt AZ. Thì nó lại không ra. Nó lại ra cái giáp này thì bây giờ lấy. Lấy cái giáp này có ok không? Tí nữa ấy, nếu mà không ra được Metalit thì có thể chúng ta chuyển sang gót đỏ anh em ạ. Gót đỏ thì cái món này nó cũng khá là cần để chống Doom. Gót đỏ dồn đồ cho Du, đúng không? Cho Du xoay. Cũng hợp lý đấy. Thôi rồi, không lấy được cái món đồ hồi máu thì lấy cái món đấy cũng được. Về căn bản là bây giờ nó cũng chưa phát huy được cái hiệu quả đâu. Nhưng mà đến lúc mà nó bốn gót vào thì nó sẽ phát huy hiệu quả được. Ok, như này đi. Tầm này bán mèo chứ nhỉ. Bây giờ áp cấp cũng chả nhét được con mèo vào đâu anh em ạ. Thôi bán đi. Giờ chắc đợi con Saman một tiền ra thôi. Đánh 4 Saman luôn. Vừa có 2 Glacier luôn đúng không? 4 Saman kẹp với cả 2 đỏ thôi à? 4 Saman kẹp với 4 đỏ thì lại không đủ slot. Thế vứt con Berserker 2 sao ra à? Vứt con gấu ra không được. Lên level 8, lên level 9 mới đủ.
Level 8 vẫn chưa đủ bộ. Level 9 mới đủ. Level 8 thì chắc là chưa hai đỏ đó. Vẫn chưa gặp luôn. Gặp thằng Mỹ PQC nào. Ôi kìa. Cho gặp phát rồi cắt cái chuôi cái không là gặp cái thằng chuôi cộng 11 kia nó to đầm nó cắt chuôi đấy. Ước là được gặp, ước được gặp đi. Chuôi cộng 8 rồi. Bây giờ lổ tôi con Saman vào nữa. Đao này gặp không nhở? Cầu mong cho là đao sau gặp tôi. Đao này gặp nó đừng có mất chuỗi. Chưa Clyde. Chưa Clyde mà gặp mết thì chưa chắc đã mất chuỗi đâu. Khả năng là nó sẽ cắt cái chuỗi cộng 12 đấy. Thằng kia lên được level 9 rồi kìa. Lên level 9 từ ngay đao 18 luôn. Cắt được chuỗi không? Clyde chắc cắt được chứ nhở? Sợ gì mết? Clyde sợ gì mết đâu? Cố nào. Cắt chuỗi đi. Cắt chuôi đi thì chúng ta còn có cơ hội lấy được chuỗi của nó ở đâu sau. Không được cắt được chuỗi thì là toang ấy. Thế thì cái thằng Kiều Sơn nó quá xanh rồi. Nó sẽ chơi mết 12 con. Hay rồi bạn ơi. Thế thì vừa kịp lúc. Trời ơi đúng là chân bệnh thiên tử rồi anh em ơi. Lên 8, lên 8, lên 8. Đây rồi. Được chưa? 4 đỏ. Anh em bảo như này có ăn được không? Vứt con Berserker 2 sao ra ngoài. Hay là bỏ Metalit nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn nên giữ lại Metalit. Đánh với cửa này cho Metalit vào cho nó khỏe. Bây giờ mà không có Metalit có khi đánh nó lại không xuyên được cái giáp bọn cửa này đâu. Bây giờ đối thủ có 4 cửa này thì nó cũng trâu lắm rồi. Đây rồi. 6 cửa này luôn á. Vài đài. Ác thật. May để Metalit vào ấy. Còn có cửa. Hay. Biến ra là con cung đen 3 sao này. Biến ra con heo. Xong biến ra là con flame. Thế đi ăn rồi. Hay quá. Cắt chuối luôn. Tôi có chuối cộng 6 luôn này anh em này. Căng chưa. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thế là nếu mà chúng ta dí lên 9 là chúng ta lại kẹp được con Berserker 2 sao vào rồi. Ngon nghẻ đấy. Bài này tôi nghĩ là tôi cứ dí cấp thôi anh em ạ. Dí cấp cho nó mạnh. Kiếm con khan, kiếm con mèo 5 đô. Kiếm được mèo 5 đô chơi 6 Saman. Đấy, kiếm được con khan thì chơi chuyển dựng qua gót. Gót đỏ đấy, gót đỏ đấy. Hợp lý á. Tạm thời có cái bọn Saman nó gánh cho tôi cái giai đoạn này đã. Đây cũng là một trong những cái bộ mà có thể đấm được bộ Warrior đấy anh em ạ. Bộ đỏ kẹp với cả Metalist này. Đây rồi, ui rồi tớ đợi mãi. Chỉ cần một con thôi mà, ra rồi. Hay quá nhờ. Tớ chỉ cần đúng một con thôi thì cộng ra. Được đấy. Thế là cũng lên được 9. Chả lấy được cái món đồ gì luôn. Thôi random. Cầu vực thảm à? Cũng được. Trận này có nhiều mết, chơi cầu vực thảm cũng ngon. Rèn lấy cái Blink không nhỉ. Trận này tôi nghĩ là phải bớ ở đằng sau đấy. Lấy cái Blink. Quan trọng, quan trọng, quan trọng, quan trọng. Tí nữa sẽ cho hai con nhảy đằng sau. Con gấu nhảy đằng sau, con phong vũ nhảy đằng sau luôn. Xếp hai con này cùng phía luôn. Chả may mà bớ được vào cái thằng nào nó kê sẵn ở phía dưới thì hai con này nó sẽ kết liễu nhanh hơn. Ấy à, thằng này trông giống mình ấy nhở. Có phải không? Đúng rồi. Nó cũng là Saman anh em ạ. Thằng này cũng là Saman kẹp với cả gấu này. Ăn được không? Tôi biến ngon.
tôi biến ra con Doom. Hai. Ra lắm trứng thế nhở. Đủ 4 Metalist rồi này. Ok, cho 4 Metalist vào đã. 4 Metalist cộng với cả 4 Saman kẹp với 4 đỏ. Ok chưa? Đánh ở level 9 đấy. Lên 10 là sẽ là bỏ con Saman đi thay bằng hai con đỏ vào. Trận này là có thằng chơi giống mình này, cũng chơi gót đỏ. Lương Bảo Anh à? Lương Bảo Anh chơi gót đỏ. Đấy còn... Ui dồi, cái bộ này, bộ thỏ Tây này chơi... ao meta quá rồi. Thỏ Tây chơi 6 Glacier kẹp với Witcher. Nhưng mà cái bộ này lên tận level 10. Meta này không lên nổi đâu. Đánh meta này đánh nhanh mà, anh em có để ý không? Meta này cực nhanh luôn. Mặc dù nó vẫn là cái bộ Warrior thôi, mà theo rất nhiều người nói nó là một cái line up đần. Nhưng mà không hiểu sao tốc độ của trận đấu nó đẩy lên khá là cao nhá. Tốc độ cao phết đấy anh em ạ. Anh em cứ để ý bây giờ mỗi cái trận đấu nó chỉ rơi vào đâu đấy, nó tầm khoảng trên 35 phút một tí thôi, một chút xíu thôi, chứ nó không có kéo dài quá nhiều như ngày trước. Ngày trước là toàn 40-50 hiệp. Từ khi mà cái bộ 6-6 Warlock ấy nó thay đổi là bây giờ cái trận đấu nó kéo dài, nó không thể lâu như ngày trước nữa. Nó đã mất cái kiểu bất tử ngày trước rồi. Kiểu một cái con tướng dồn đồ sang bất tử, bây giờ nó không còn nữa, nó khó. Lại gặp lại cái này ạ. Bên nào biến ngon hơn bên này ăn thôi. Ở đây tôi là 4 Metalist được khá là khỏe. Ok. Up cấp cho thêm con gấu mết vào. Giờ cần đấy nhỉ. Tôi cần, bây giờ tôi cần câu một con gấu tổ thôi anh em ạ, để tôi đập trứng luôn. Sau đó con gấu tổ đấy nó sẽ giữ máu tôi đến late game luôn. Lúc đấy thì có tiền thì xoay gì cũng được. Có trứng ở đây tôi không tiếc cho con gấu tổ một quả nào. Đành rằng là cái con phong vua sắp lên 3 sao, tôi vẫn cứ phải đưa cái con gấu tổ lên 1 sao. À lên 2 sao cái đã. Đưa lên 2 sao cái đã, gánh team được đã. Gót đỏ này. Bài to phết rồi đấy. Du lên được 2 sao à, cái bài này thì bây giờ con Du nó sẽ không quay liên tục được. Nó có cái thời gian nghỉ. Đây chính là cái điểm yếu chí mạng đấy. Nó mà nếu mà nó không lên được 3 sao ấy là nó sẽ không quay liên tục đâu. Bây giờ bắt buộc phải lên được 3 sao mới quay liên tục. Nhưng mà lên được 3 sao ấy nó cũng khó, nó không dễ đâu. Mà thằng này đồ thế giới đấy nhở. Tại cứt chịu. Đồ anh em nhìn này, đồ thế giới thật sự luôn ấy. Huyết trượng này, chén thánh này, xong rồi lại mặt lạ điên, mặt lạ hút máu cuối. Ê đỡ làm sao. Càng đấy nhở. Thế mấy ông mết là mấy ông đi trước ở. Bài to ấy. Mỹ PQC sắp đi nữa rồi kìa. Máu nó tụt dần. Còn có 43 máu nhưng mà chuỗi trừ 5 rồi. Đánh cơ lai xuống hố rồi. Đấy là lý do làm sao mà tôi ra ngựa sớm mà tôi không thèm mua luôn. Hai con ngựa luôn ấy. Tầm này mà mua ngựa lên được 3 sao lời đấy. Tính mấy cái quả trứng này nữa, sắp lên 3 sao ngựa rồi. Nhưng mà có ăn thua gì đâu, chơi khó lắm anh em ơi. Lâu lâu được một trận, gọi là bài độ với không có Warrior thì chơi được. Rồi, lên 10 luôn. Phải lên 10 để kẹp 4 đỏ à. Còn lại con gấu thì nó sẽ phải ra. Tôi sẽ phải lên 10 để câu gấu. Chắc chắn nó sẽ phải là 4 con gấu ở trong rồi. Thôi lấy cái giáp băng này. Bây giờ đổi hết cái món đồ này. Chúng ta sẽ lấy được cái
món đồ cam đầu tiên. Ok, hy sinh cái giáp xoay. Đủ hơi chán nhá. Nhưng mà không dám random. Thôi hay lấy cái bất diệt vậy nhá. Giờ mà random ra đồ phế thì lại toàn. Đồ cam này là không được phép là phế đâu. Đã mất công rèn đồ cam rồi thì nếu mà có một cái món đồ nào đấy mà chúng ta có thể lấy được thì chúng ta lấy luôn, chứ không random. Cái món đồ cam thì kiểu gì nó cũng sẽ tăng sức mạnh được cho con cò của chúng ta thôi. Không ít thì nhiều. Lấy đồ gì nó cũng sẽ có chức năng của nó, chứ không rèn kiểu bừa phừa. Rồi, thằng này vô tư luôn. Mấy cái thằng năm rồng tôi chơi Sama này tôi không ngán đâu. Ok, với cả có cầu vực thẳm rồi bạn ạ. Ăn cái kiểu gì? Nó vẫn ăn được này, có phải không? Ừ nhờ. Điêu rồi đấy. Nhưng mà máu còn nhiều lắm anh em ạ. Tôi đang đợi máu xuống thấp 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 một chút. Khoảng 50 máu á, 50% là được. Khi nào mà máu tụt xuống khoảng dưới 50% thì chúng ta chuyển sang đỏ đánh nó mới khỏe được. Chứ còn đánh sớm quá thì nó cũng không khỏe nhiều mấy đâu. Nó cộng thêm nó không là nhiều. Bây giờ chúng ta đỏ đủ 6 đỏ rồi nhưng mà từ từ đã, tôi muốn câu con gấu tổ lên 2 sao anh em ạ. Cứ bình tĩnh, có trứng sẵn rồi rồi. Một con ơ mà. Bây giờ là câu 3 gấu chả nhẽ lại tỷ lệ nó không ra được gấu tổ. Thế thì nó lại sai lắm. Và thằng này sắp đi rồi này. Ui vậy đái. Ê à, không phải đâu, không phải đâu. Không đi đâu, không đi đâu, không đi đâu. Vẫn thua nhưng mà có vẻ như Blitzline nó đang phát huy sức mạnh á. Clear nhanh phết đấy. Nhìn cái đội hình của tôi nó cũng đâu có mỏng lắm đâu, nó khá là dày ấy chứ. Thế mà trông nó clear nhanh phết. Nhưng mà sắp đi ở đây anh em ạ. 3 sao 6 Glacier kẹp với cả hổ 3 sao. Sắp đi nữa rồi. Người ta này không chơi Clyde đâu anh em ạ. Kiểu gì thì cũng toàn thôi. Dù phải khỏe nhờ, hai đồ cam rồi. Một cái bất diệt, một cái mặt lạ hút máu cuối. Chả hiểu giết cái kiểu gì đấy. Tôi đang thiếu mấy cái món đồ gây đam. Phòng thủ hơi nhiều. Chính ra cái đồ này mà cho con gấu tổ 2 sao thì cũng ấm luôn đấy. Nó sẽ nhây được cho tôi, giữ được máu. Nhưng mà gấu tổ chưa lên được 2 sao. Chắc là vẫn thua này thôi nhỉ. Thế được 11 rồi kìa. Càng à. Đẩy nhiều máu ấy nhỉ. Ây à, 16 máu cơ. Gấu tổ lên nào. Trời ơi, bây giờ chỉ cần ra con gấu tổ một phát thôi nhá. Là tôi, bây giờ tôi dọn giải tán cái con gấu ngay. Giải tán con gấu, giải tán con Saman luôn. Kẹp 6 đỏ luôn anh em ạ. Tầm này 61 máu là nó là gọi là thấp rồi. Bắt đầu khỏe rồi đấy. Chứ này chính ra câu gấu chả câu được cái con nào thì phải. Câu đúng một con gấu tổ ạ. Thế đèn này như thế là cùng anh em nhỉ. Chơi có những cái trận đấu mà ra cả con gấu 3 sao. Chả hiểu cái kiểu gì. Tôi đây tôi câu từ cái round 1 đến round 2 Mizia 9 rồi mà mới đẻ được một lần. Cho thêm một lần nữa nào. Muộn quá rồi. Tầm này 29 một cái này, 30 xong 31 cái là thôi là phải form về 6 đỏ rồi. Đâu còn nhây được để mà câu nữa đâu. Không về 6 đỏ sớm là toang ngay. 3 round, 4 round là bay màu. 6 Glacier. Ui này lên được 10 cơ, vãi đái. Tôi cứ nghĩ thằng này phải đi trước khi nó lên được 10. Không thể tin được nó có thể lên được 10 ấy. Nhưng mà anh em ơi, anh em nhìn này. Trời ơi, lên được 10 vẫn thua. Yếu thật sự. 6 Glacier kẹp với cả Witcher đấy anh em. Co là con Fallen. Mà rồi cuối cùng vẫn yếu đến như thế nữa.
Sẽ thế nhỉ. Còn cái thằng Clyde đi rồi kìa. Giờ tôi mới để ý. Vãi đái. Đấy, làm content không hề dễ nha anh em nhá. Mỹ PQC kia là top server đấy. Nhưng mà đánh kiểu nó lệch ra khỏi cái quỹ đạo của meta là cái nó bay ngay anh em ạ. Live Blade Live lên được 3 sao rồi đấy. Không hề yếu tí nào nhá. Chả qua là nó không đúng cái meta thôi, không đúng meta của nó thôi. Đấy. Nó sai thời điểm. Đúng người nhưng sai thời điểm. Chứ còn mà gặp meta mà không phải là cái meta này ấy, thì vớ vẩn một top 1 ấy anh em ạ. Khỏe lắm rồi nhưng mà rồi cuối cùng vẫn bay màu top 7. Chán đời. Trận này gấu như kiểu tịt đẻ nhỉ. Không lấy ra con nào. Ra 30 rồi ạ. Thế. Chả nhẽ lại không lên được 2 sao à. Úi dồi. Vai đái. Ok quá nhờ. Được đấy. Rồi ôi. Lên được 2 sao rồi. Úi dồi, lại còn dấu ấn thần thánh nữa chứ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Được đấy. Tí nữa nó sẽ là 6 đỏ kết hợp với cả gót nữa. Kết hợp chúng ta có thêm cái tộc gót vào. Bộ này nó sẽ cực kỳ khỏe luôn. Bình thường kết hợp với cả 6 đỏ đúng không? 6 đỏ 4 metalit nhưng mà nó sẽ không có gót đâu. Mà bây giờ nó có cái món đồ mới này cực kỳ ngon. Rồi. Và tôi cũng đã có cái chống doom rồi nhá. Không sợ doom nữa. Mặc dù chơi đỏ nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không dễ để có thể doom được vào cái con gấu đâu. Mà có doom được con gấu thì nó cũng có giáp chống doom rồi. Ok. Không cần Saman nữa. Bây giờ chuyển sang đỏ thôi. Chúng ta đủ bộ rồi. Bây giờ có chuyển sang 6 Saman thì chuyển thôi. Chứ còn cứ để 6 đỏ là ngon hơn. Ra 6 Saman để chơi. Để đánh với nhà mết này chơi 6 Saman cũng ngon. Ây à, vẫn thua thằng này à? Không phải chứ. Có gót rồi, có gót rồi. Chưa có hồi máu nhỉ. Được không? Quá ok luôn. Được anh em ơi. Ok, thằng 6 máu, chưa đi. Round này chỉ đẩy nó khoảng 2 máu thôi. Thằng 5 rồng 9 mét nhưng mà nó sắp đi rồi. Tí nữa nếu mà có cái gì nó sống ở đến lết thì tôi còn kẹp cá mà cơ. Thằng đấy không phải là cái thằng mà chúng ta sợ. Tôi đang sợ nhất là cái thằng gót đỏ du ấy. Cái thằng đấy gây đam hơi khó. Này nó kháng phép. Con tướng con gấu này nó cũng gây sát thương phép ấy. Mặc dù là có lỗ metalit thì nó coi như là nó xuyên kháng phép đi nhưng mà cái tỷ lệ metalit mà nó nổ ấy thì nó hên xui lắm. Không được như là cái gây đam của cái con này. Gây đam con này gây đam liên tục nếu mà kết hợp với gót ấy. Nó sẽ nhảy gây đam liên tục. Thằng này nó đồ nó hơi bị thế giới luôn ấy. Nó để như này nó có cái món đồ gót nữa. Thì nó sẽ kẹp được vào cả Warlock nữa ấy. Nếu mà chơi cái bộ này này. Nó kẹp được vào Warlock nữa. Đẩy được không? Đấy, khó. Đẩy được không? Có tí máu, lửa máu không đập được luôn. Còn nửa cây không đấm được chết luôn ấy. Khó chịu chưa? Đấy. Nó còn có cả cái bất diệt nữa chứ. Tức là nếu mà có giết được chết đó thì nó bật bất diệt lên nó lại sống. Lúc đấy nó xoay nó lại hồi máu thôi. Vấn đề là bây giờ ấy, con gấu này này nó tung trưởng thì gần như là không vào đam rồi. Không gây được đam. Đấy, co chỉ có chuyển ra phong vũ chơi thôi. Mà co phong vũ thì cái vấn đề ở đây là co phong vũ nó phải lên được 3 sao cơ. Vương miệng này. Khó ấy, khó chơi đấy. Gặp thằng đấy tí nữa phong vũ 3 mới chơi được. Mặc dù anh em thấy là tôi có cái ánh mắt AZ, tức là tôi có khả năng giảm hồi máu của nó đấy. Nhưng mà vẫn không có tài nào có thể giết được luôn. Nó xoay nó vẫn hồi máu lên được mà. Mặc dù chúng ta giảm hồi máu của nó rồi nhưng mà vẫn không ăn thua. Giá như mà có cái con kiểu con ngộ không hay sao ấy. À ôi dồi. Tuấn cơm xịn hay pha ke à?
Fake thôi. Fake thôi, đánh cho nó nhẹ nhàng anh em ạ. Nhận là tốn cơm xịn thì chưa chắc người ta đã tin, mà mình nhận là fake thì có khi người ta tin luôn. Lúc đấy thì nhẹ nhàng chơi cho nó thoải mái. Ui thằng này 6 Saman rồi này. Nhưng mà tôi cũng chả sợ. 6 Saman thì chỉ đấm vào những cái thằng khác thôi. Chứ còn gặp tôi thì tôi vẫn vô tư. Con gấu gây đam kinh à. Bố 6 Saman đến round 33 này là bây giờ là không bắt lạt được ai rồi. Anh em ạ. Nói thật chứ giỏi lắm thì top 3, 6 Saman top 3 không ăn thua. Bây giờ chơi nói chung là mấy cái bộ meta, ví dụ như là bộ Warrior gặp cái bộ 6 Saman nó cũng chả sợ đâu mà. Nó chỉ đẩy được cái giai đoạn giữa game thôi. Bây giờ đến cái round 35 là gần như là chịu chết rồi, chả có thể đẩy được cái bộ Warrior nữa rồi. Warrior cái tầm này 3 đồ cam thì nói chung là không sợ. Solo Kiều Sơn level 12. Kiều Sơn cũng không phải là top 1 được rồi. Khó. Chơi kể cả 5 dòng 9m thì cái tầm này bây giờ tôi còn đống máu. Tí nữa kẹp cá vào là chắc chắn là ăn được. Ây ơ, đau thế. Mà vẫn lướt được, vẫn lướt được. Vẫn lướt được thì có nghĩa là vẫn clear được. Không nhiều lắm. Rồi, ui rồi, tôi cứ tưởng đẩy full bàn. Nhưng mà không. Bây giờ chỉ cần một thằng chết nữa thôi. Tôi dự đoán là thằng Saman chết. Đấy, Saman chết luôn. Không ăn thua đâu, Saman bây giờ đuối rồi. Thì bây giờ còn có cái nhà 5 rồng 9m thôi đúng không? 5 rồng 9m với cái nhà Du đi. Nhà Du chắc chắn là lọt một con rồi nhá, nếu mà thua. Còn nhà 5 rồng 9m kia thì cứ rao nào 5 rồng 9m thì kẹp 4 cá vào là xong. Có gì đâu, đơn giản mà. Bây giờ 4 đỏ 4 cá là xong. 4 đỏ 4 cá kẹp với 4 metalit 444, đội hình là chơi được ngay. Bây giờ mà rao này mà lổ cho tôi thêm được một cái gì nhỉ? Cái gót ấy, thêm được một cái đồ gót nữa ấy, là chúng ta có 4 gót luôn. Con gấu nó lướt liên tục thì nó sẽ bất tử, gần như là nó không chết. Gặp nhà Du thì không gây được đam thôi, chứ còn gặp cái nhà mết kia thì cũng không sợ đâu. Chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ ăn được đó. Chính ra cái bộ này chỉ cần lên cái con gấu tổ lên được 2 sao ấm luôn, đánh dễ thật đấy. Đấy rồi, ui ui, quá ngon anh em ạ. Lấy luôn hai món đồ gót luôn. Ok nhá. Tự nhiên là có 4 gót luôn, không cần rớt luôn. Đấy, có cá mua vào, tí nữa kẹp cá là xong. Rất là nhẹ nhàng tình cảm. Đánh này solo chắc là đánh nhau với cái thằng Du rồi. Cái thằng 5 rồng 9m không giết được thằng Du đâu. Nó bất tử mà. Xoay kiểu gì phải có đánh tay, đam tay cơ. Đánh đam tay thì mới ra mà giết được thằng đấy. Nhưng mà cái con Du của nó nhiều đồ cam lắm. Rất nhiều đồ cam luôn. Bây giờ tôi có hai món thì chắc là rơi vào đôi tầm 4 món rồi. 4 món cam thì nói chung là thoải mái luôn. Chả có sợ 5 rồng 9m đâu. Trông quay khó chịu nhờ. Đấy, đấm được một phát mất nửa máu xong nó lại hồi dần lên. Ơ kìa, cái con Grand Herald nó kiếm. Ui ôi, nó cướp được cái của con già. Thế thì căng đấy. Thế clear nhanh quá. Thôi vẫn thua đâu. Chịu. Chắc là chúng ta phải có cái hồi máu ấy. Chúng ta hồi máu cuối mới ăn được. Con này nó nhiều đồ cam quá rồi anh em ạ. Khó à. Đấy, đấm được Kiều Sơn luôn kìa. Mặc dù là đấm không nhiều máu lắm nhưng mà nó vẫn là đấm được. Mà Kiều Sơn gặp tôi ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ ăn ở đó. Để như này đấy. 4 cá 6 đỏ luôn. Chả cần phải Metalit luôn. Cái bộ kia nó mỏng mà, cần gì Metalit. 4 cá 6 đỏ cực kỳ trâu. Kết hợp với 4 gót.
Vớ vẩn nó đẩy được full bàn luôn ấy. Ai dồn đam kiểu gì giết được. Đấy, lửa cây thôi, mất lửa cây máu thôi. Rồi. Trong lúc đấy là cái con Storm Shaman nó sẽ tung trưởng liên tục. Tung trưởng chỉ được một lần thôi bạn ơi. Ui rồi ui, đẩy hơi bị nhiều luôn. 20 máu nhưng mà cái đao này nó lại gặp cái bóng ạ. Thế này. Vậy là chúng ta sẽ gặp lại round này nó. Ok, đập trứng cho con này đã này. Phong Vũ chắc chắn là phải lên được 3 sao rồi. Tí nữa có gì kẹp cả thêm một cái cọc nữa. Kẹp cọc vào cho dù nó xoay xung quanh cái cọc anh em nhá. Được á. Kiều Sơn 37 màu có đi luôn không nhỉ? Vào phát tung trưởng thì nó chỉ được mỗi cái con này mất lửa cây thôi. Sau đó thì con heo nó đẻ, nếu mà đẻ được 2 lần đẻ thì thôi. Xác định. À ú, sao lại gặp thằng này? Nhầm rồi. Chết rồi. Cái gì rao này tôi bị đẩy nhiều à? Bên kia thì đẩy được khá khá máu á. Mà bên này thì không biết là thế nào đây. Không có Metalit. Con Storm Shaman của đối thủ nó vẫn sống, nguy hiểm quá nhờ. Ây à. Clear được không? Ui dồi, nó gọi là Storm kìa. Căn bản bây giờ không có cái hồi máu, hơi sợ tí. Được. Ok. Vẫn thua rồi, vẫn thua. Gọi ra hai con Storm ở cây. Rồi, vẫn lọt một con. Quá đơn giản. Rào này mới gặp cái thằng Kiều Sơn. Ba rào mới gặp cái thằng đấy. Rồi, giải tán lốt đi cho nhanh. Tôi nghĩ là mày nó đi rồi. Chả cần phải lên với con kia 2 sao làm gì cả. Trận này nuôi heo 3 này, Storm Shaman 3 sao này. Được không? Cá lốt rao này là bỏ ra rồi. Không cần cá nữa. Lốt rao này lại bỏ Metalit vào. Ok. Thế thì xong rồi đấy. Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Đánh cái kiểu gì, đánh cái kiểu gì. Rồi, rồi, 14 máu đi rồi. Rồi. Giải tán ông cho Metalit vào nó. Trận này có khi đánh dài hơi luôn đấy. Chúng ta mỗi round chúng ta mất có 2 máu đó. À mất 4 máu nếu mà thua. Nếu mà cần thì nhây cùng đối thủ luôn nhỉ. Chúng ta có con Zuba sao sao. Zuba sao xoay cùng đối thủ. Tôi đùa đó. Chắc là tôi sẽ đập trứng cho con Phong Vũ. Con này nó sẽ là con mà chúng ta có thể kết thúc của trận đấu. Giờ đổi một cái món đồ cam nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi lấy cái hút máu cuối. Ok. Cho con này lên 3 sao đây. Trứng này. Rồi. Diều cuồng chiến hay giáp xoay? Giáp xoay đi. Giáp xoay nó trâu anh em ạ. Tôi nghĩ là lấy cái giáp xoay ngon hơn. Dù còn chiến thì clear cũng nhanh đấy. Nhưng mà chúng ta có Metalit mà. Sợ gì. Metalit thì nó còn có vương miệng nữa rồi. Cũng rất là ngon rồi. Này có khi vẫn thua à. Con Phong Vũ cái kiểu gì kia. Ui giời. Chả đấm phát nào.
Cấm hết. Được không? Khiếp, trông nó quay khiếp đấy nhở. Xoay khiếp thật đấy. Về căn bản là nó nhiều đồ ấy. Ai nó nhiều đồ. Hai sao. Đổi luôn cái đồ cam này. Ui giời ơi, random vậy. Cần cái hút máu cuối anh em ơi. Có không? Ui không có. Thế thì vẫn không kết thúc một trận đấu ở đâu. Chán nhờ. Đồ như này vẫn chưa kết thúc được. Lui thêm con Storm Shaman với con heo lên 3 sao đã. Đứng ở xa gọi đệ ra. Trông con Hoàng Vũ chả đấm nó phát nào luôn đấy. Thể bị nó silent cả. Storm Shaman của địch nó tung trưởng liên tục luôn. Ok vẫn thua đâu. Không ăn được. Thằng này nó nhiều đồ cam quá rồi. Full đồ. 4 đồ cam một giáp xoay kia thì nó cũng thế giới luôn. Cái giáp xoay không khác gì cái đồ cam cả. Khó chịu nha. Đối thủ lại còn khịa nữa chứ. Cay nhỉ. Làm nào ra. Bạn cứ khịa đi, không tí nữa tôi đập cái con Scottman này lên 3 sao tôi xoay với bạn luôn. Lúc đấy thì chắc là cái trận đấu này hào lì hơn người thắng à. Ui ơi, lên 3 sao này. Scottman lên 3 sao đó. Thực ra thì bây giờ ấy, chúng ta vẫn chưa phát huy sức mạnh tối đa ở đâu. Máu nó cứ xuống thấp khoảng dưới chục máu thì cái bộ này nó phun máu nó còn khỏe hơn nữa cơ. Chúng ta bây giờ vẫn chưa phải là mạnh nhất. Máu vẫn còn nhiều mà, trên 38 máu này thì vẫn còn nhiều máu lắm. Phong Vũ đấm đau phết đấy. Mỗi tôi là không kết liễu nó thôi. Nó còn có cái ấy kìa. Cái bất diệt. Nó còn bất diệt nữa. Giết nó là một mạng xong rồi nó còn bất diệt nữa. Khá là khó ấy. Có khi nào cần cho con Doom vào không nhỉ? Cho Doom vào, chưa chắc là Doom trúng cái con đấy. Nó chỉ có 2 tiền. Khá là khó chịu. Ui rao này nó đẩy nhiều thế. Tôi chết rồi. Phong Vũ cứu giá. Tôi chết rồi. Con heo còn sống kìa. Ui tôi chết rồi. Hỏng ơi. Heo đẻ ra heo. Ui rao này đẩy nhiều luôn. 9 máu. Rao này phải ra là cái hút máu cuối nhá. Món đồ sống còn ấy, không ra hút máu cuối xác định trận này có khi là thua anh em ạ. Không hòa được mãi đâu. Thua có khi là phải dồn đồ cho Du tạm thời trì hoãn cái đã. Trận này nó lại còn không có Dash Sprint để counter bộ đỏ cơ, khó chịu thật. Bắt buộc phải chơi kiểu Metalist này thôi. Cơ hội duy nhất là dùng Metalith để tiêu diệt đối thủ. Anh em ạ, nó còn có cái bộ nào giết được đâu. Chả có cái bộ nào giết được cả luôn ấy. Doom này.
Chán thật. Xích à? Chả để làm cái gì. Tôi bây giờ tôi cần đổi một cái đồ cam nữa. Khiếu à? Vứt xích. Chả vứt cái xích đi. Xích cũng chả cần à. Ok. Đây rồi. Cơ hội. Cơ hội cuối cùng rồi. Có cái món này nữa mà không ăn nữa được thì thôi đấy. Full đồ rồi anh em ạ. Full đồ và cũng như là full sức mạnh rồi. Được không? Mày tung trưởng của tao cái. Trời ơi. Có đồ mãi mới tung trưởng được ạ. Rồi. Bước vào đi. Ơ kìa bạn ơi. Sao không xoay? Ơ kìa bạn ơi. Ơ nó không xoay kìa. Nó không xoay kìa. Nó đứng im kìa. Ơ kìa. Ok. Ui lại xoay rồi. Ơ sao vừa leo đứng im nhỉ anh em nhỉ? Có vẻ cân. Trông khả quan đấy. Khả quan đấy. Đấy. Có hồi máu khác hẳn ngay. Có hồi máu rồi. Đứng đấm solo luôn này. Chết mày. Mày bật bất diệt rồi đúng không? Còn sửa tôm Saman nhá. Còn sửa tôm Saman. Silent nó. Đúng rồi, không cho xoay nữa. Được không bạn ơi. Chết chưa. Lọt 4 con. Chắc chắn đi. Đấy. Chỉ cần là có món đồ hút máu thôi. Solo, đứng solo luôn. Con này nó trụ được là lủng Vitalis. Chết ngay anh em ạ. Rồi. May thế, tôi cứ tưởng cái trận đấu này nó phải kéo dài 2-3 tiếng. Ai ngờ chúng ta có thể kết thúc được. Rồi cảm ơn anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn hai clip ở màn hình kết thúc. Đó là những cái đội hình mạnh nhất ở trong meta này anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.